tay thật lớn cho lễ ký kết vô cùng quan trọng này. Như vậy là công ty cổ phần Xem Bạn Entertainment đã chính thức nắm giữ bản quyền 10 cuộc thi nhan sắc quốc tế một cách vĩnh viễn. Trong vòng một năm vừa qua thì Mỹ Linh đã tham gia rất là nhiều những cái hoạt động từ thiện cũng như là hoạt động thiện nguyện. Đấy cũng là một trong những cái thế mạnh của Mỹ Linh khi mà Mỹ Linh đến với Miss World, Mỹ Linh cho là vậy. Và cái dự án nhân ái của Mỹ Linh thì Mỹ Linh cũng rất là tự tin về cái điều đấy. Như mọi người cũng biết rằng là cuộc thi Hoa hậu Thế giới Miss World là một trong những cuộc thi lớn nhất thế giới. Và việc được đề cử tham dự cuộc thi một cái đấu tranh nhan sắc lớn như này là một cái niềm vinh dự và niềm vui rất là lớn đối với Mỹ Linh. Tuy nhiên thì thời gian chuẩn bị khá là gấp, thế nên là Mỹ Linh cũng có một chút hồi hộp, một chút lo lắng. Mỹ Linh rất cảm ơn các bạn độc giả của báo Vietnamnet và hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ ủng hộ Mỹ Linh trong những cái kế hoạch sắp tới nha.